Giờ lên tay lưới thứ tư luôn cả nhà ơi, bốn phân luôn, tay lưới cúng cùi, cuối cùng cuối cùng. tay lưới này là hoàng chúng à. Không thiệt, tay lưới này nó không bị trôi. Cũ nuôi bè cá nhảy ngựa chứ không cho ăn chổng. Lên hàng coi, lên cá coi, lên cá đồ coi. Ô chưa chân, chưa chân thấy bông lau nữa rồi, nước chưa lên rồi bông lau lên rồi, lên cá, lên cá, đầu lên nè, cái lưới không thu, chưa chân, có út, có gì, cái gì, cho. Chưa thấy chưa, ta lưới này chưa, không bị trôi. Không, kéo lên lên này ha, chưa thấy chưa, lên cá, lên cá rồi, rồi rồi sảy cá luôn rồi, rồi luôn, mới bẻ ngạnh luôn, mới bẻ ngạnh xong sảy luôn mà. Mới bẻ ngạnh ra. Mới bẻ ngạnh xong cá nó dãy dãy gớt luôn, con me mình bẻ ngạnh xong nó dãy đi, cá nó bẻ ngạnh nó sống không ta, sống gớt sống dài quá hả, trụ gớt có thấy nó sống dài lắm, miếng cá này nè nó với cá sủ là dính lưới xíu rồi chết queo à. Cá này về làm chả không ngon, học trò. Cá học trò à. Ảnh nữa kìa. Con út nữa. Ốp trời ơi. À. Con bẻ ngà cạnh trái như người ta cục 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 luôn. Con hoài. Con út nữa lại là con út nữa. Cái này mà mọi người đi dân lưới từng 3 ngày thôi là về mẹ nhận không ra luôn á. Nó nắng nó gắt à. Anh hai mà nhìn còn thấy không? Tối thui luôn. Dễ mình quá bạn. Chê mình đen thì nó đen đi. Lên cá rồi, lên cá coi. Ủa, út nữa Thu ơi. Ủa, hai con luôn. Bữa nay út không ta? Bữa nay có út gì dữ trời. Đến ra đây đại chiến mà vậy sao chiến? Bữa dính cá ấy mày hôi quá trời sao bữa nay không thấy ha? Ờ. Hay là bữa đó quất quát hết luôn rồi. Bữa ra đây toàn dính cá mè không luôn á. Đây toàn út không. Trời ơi. Xuồng toàn cá út. Út già út. Quá khứ trận này út. Út bữa nay nó đi chơi, nó rủ nó đi chơi sao á. Nay ngày có cái út rồi. Út với út và toàn là út. Cá này gỡ không dám mười mạnh tay không? Tại gai còn dính trong lưới nữa. Nó đâm là rút không ra luôn với cả nhà. Đã anh hai mình mới bị đâm. Mới bị quân bác rút con gà chảy máu luôn, nó gân ngược nó giống gân cưa mình rút nó gà bị rút. Bây giờ nó ê cái tay gỡ gung tay luôn. Bữa nay nắng quá ha. Bữa nay nắng nắng kinh khủng mà mấy gà thời tiết giấc trưa rồi ăn nó nắng nóng lắm, mà giấc sáng với giấc chiều tối thì lại lạnh. Lượm con cá này để hồi nó khô. Bỏ nó vô đây. Để hồi nó chết khô. Quất vô tài ề quá, nhất cái tài tài cầm con cá không cảm giác. Cá đó vậy mà độc ghê. Mày lên hồi đâu lên cá bự bự được coi. Oh, cá sát 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 sát, có cá sát là im ha, có cá sát im, cá sát này mình bẻ ngạnh cũng dễ hơn, mình gỡ cũng dễ hơn là cá út, có hai ngạnh nè, con kia tới ba ngạnh nè, con này cũng ba ngạnh, nhưng cái ngạnh nó mềm với lại nó ốp vô lưới
gỡ mau đó. Còn cái út cái ngạnh nó cái chì ra vậy không, gỡ nó lâu. Như cái út cái ngạnh bên trong cái ngược đó, vướng nó vô mèo nó không. Rồi đâu rồi, dính góc dính cậy gì nữa rồi hả? Sơn cà. Ủa chỗ này ngon không chưa? Nghe kìa, ra có vậy mới được chứ. Cái này tên có cái tên. Thời tên tới tên. Rồi, thời tới rồi. Thời tới rồi, thời tới rồi. Nãy giờ ngồi mỗi mồm mày hả, cái dảnh nè. Dảnh sơn ca rồi, cái còn ngon không đó. Thời tới rồi cản không nổi. Sơn nó đầm lưới lùm chừng quấn. Ừ hết trơn. Tên tên tên. Thời tới rồi. Cá này nhận xương ba cái gai góc ghê. Những cá thịt nó ăn ngon lắm. Cá sơn chiên à. Sơn chiên ăn thôi. Chảy một hôi lưỡi. Ở nhà mình ăn á là hay muối mặn á, kiểu như nó mặn mặn á. Nhà ba mình thích ăn. Xương không trời ơi gai đâu góc gì quá trời quá đất. Thường mà để mấy con cá nào nó trắng trong vậy là thịt nó ăn ngon. Vô lứ. Cái dảnh vô khúc này là gỡ là đã luôn. Dảnh này về mình làm chả dồn phú qua thôi khỏi chê. Năm nay dịch quá trời dịch luôn, không biết chị mình có về được không nữa. Tự nhiên mới im xong bây giờ mình phát lại nữa. Năm nay chắc là mạnh nhà nào ăn Tết nhà đó khỏi bánh mứt gì luôn á cả nhà ơi. Thiệt luôn á, bởi vậy bánh mứt bây giờ ít ai làm lắm. Tính đi quay mấy clip chợ nữa mà dịch bệnh này thôi không dám quay nhiều bạn ơi. Giờ dịch nó đang bùng á. Ừ. Bây giờ ai ở yên vị trí đó. Tết nay cũng vậy. Bởi vì bánh mứt mình cũng ít làm ít, giống như nhiều khi có làm thì để năm cúng nay là đồ dân chứ. Việt Nam là ăn Tết nghèo. Cúng đồ chứ không rồi có ấy nữa. Con cái đi xa cũng không được về hả? Ừ. Chị mình cũng ở cũng gần cũng Bình Dương mà không biết về được không. Thấy hiu quá. Lên cá, lên cá. Còn chỗ này mà nó gắt là chắp bơ. Trời ơi nó lứ. Nó gắt một sải của mình luôn. Ôi bông lao. Ôi dính cá bông lao bự hết sức. Dính gốc gì rồi. Dính gọ gốc gì sau đây rồi. Lưới này nó mạnh lắm bạn. Bệnh phát là bắt đầu nó gắt lỗ liền. Lưới nó mạnh. Ý da. Ủa cứng gốc rồi. Đó. Ủa bệnh phát lên cá liền thấy không. Thấy chưa. Ủa. Dở lên đây. Thấy chưa. Ủa. Làm sao ấy rồi. Từ từ. Đó. Anh cái này em phải quay con cá nó gần lại mới được. Anh, cá nó anh cầm vậy nó tấm vậy nó đâu có thấy đâu. Em thấy quay sát á, quay sát vô. Thấy không? Anh cầm cái gì nữa. Ừ. Rồi. Ngon lạnh. Bệnh phát lên liền. Có gốc là có cá. Ngon lành cành đào. Bữa nay nước không chảy là ngon. Do bữa nay bị thắt sách, ví dụ nước chảy. Bọn nó vô trùng lưới đâu hết được chứ. Vô tới bờ luôn rồi. Hết lưới rồi, gần hết rồi. Hết lưới luôn rồi. Tiếp tỉnh. Bọc tàu lao. Ý. Bóng lao bằng lao. Bóng lao. Ừ. Nãy giờ ngon ha, dảnh không không? Ừ. Còn là dảnh. Bữa nay cá dảnh. Bữa nay cá dảnh. Cái khúc này là cá dảnh nè. Rồi có cái nãy giờ mình văng ba tay lưới kia toàn út không? Em út đồ không? Em út bữa nay đi đâu á, mình đi quá trời đi luôn. Nãy giờ chưa thấy cá linh nào luôn á, linh ghìa rồi cũng không thấy luôn. Hôm bữa hình như mình văng được con cá linh nè. Ừ.
ghìa, hồi nãy giờ chưa thấy con mè dúi đâu luôn trời. Rồi bữa đó dính cái mè, đa số là dính cái mè dúi, bữa nay không thấy con nào luôn. Đúng, cá mắm này nó đi theo có nước bạn ơi, bởi không được, không biết đường nào mà lặn. Gỡ ngọt chứ ta, gì gỡ ngọt dữ. Thì con cá đó cái gì, cái dảnh, cái này nhỏ mà thả, cái dảnh nó quá nhỏ. Trời ơi, luôn chết queo luôn rồi. Anh Tân, nó dính lưới là anh thả và nó lật bụng luôn. Vớt luôn luôn đi, nó đuột. Trời trời trời, xíu nữa rồi rồi xong phim luôn. Vớt con còn cái xíu nè. Rồi nó lặn dưới xuồng luôn rồi. Heo nhầu quá nhầu. Chút xíu nó ụp mặt cũng xong luôn rồi. Trời, gần hết lưới, còn còn con nữa. Trời ơi, gỡ cá quá chục ca. Gỡ mà sốt luôn. Gỡ mà sốt cá luôn. Hết có con cá chút xíu nó gớt cái xong rồi. Ừ. Con gì nữa kìa. Nè con này mè dúi nè thôi. Đây nè. Mới nhắc nãy giờ có ha. Con con. Con con đỡ tuổi. Không biết cái này cái gì không? Cá học trò. Làm cái này cá cóc nè. Cái nó cũng giống nhau mà. Nó khác. Cá cóc nó có cái sống nó giống con cá dảnh hơn. Với lại nó ngắn đoạn hơn, nó không có xương như con cá học trò. Ô, hai con đó con nào cũng có xương. Xương nạ, xương nanh hết á. Cò nó bay nè. Bữa nay ít cò ha. Hồi bữa quá trời luôn. Sáng nó nhiều. Giờ nắng ra là chưa rồi. Ra đây là thấy mênh mông luôn á. Cá mẹ. Hết lưới rồi, nổ lưới kìa. Rồi luôn. Hết lưới luôn rồi. Nó nổi 30 mét kéo tiết. Nó nổi lưới lên luôn rồi nè. Xong. Hết lưới rồi. Bốn tay. Tính tính ra đây mỗi tay phần. Mà ai về? Rồi ra hai tay hai phần của bộ giỡn hoài. Mà ai về đâu? Nay ai về đâu chứ bữa nay được hai phần quá. Ô, lăn nè, cá lăn. Lăn đuôi đỏ không em thấy đuôi em. Đuôi đỏ đó, nó đó. Thu hay trời. Thấy nó đỏ kìa. Rồi. Lăn đuôi đỏ luôn. Hết lứ mà cũng còn khuyến mãi đựng em. Kìa gỡ lên đi, nó sảy bây giờ. Không, nó nhiều ngành nó khó sảy. Kìa, một em cá lăn. Ủa, nó lại ăn con cá linh nè. Trời, nó ăn banh chành cá nó luôn. Ăn con cá mày dúi chứ, banh chành luôn trời. Đã có hai con cá mà nó cũng ăn. Nó cũng ăn con nữa. Ui, manh động quá ta. Xíu dặn xong nè, cho đã. Trời ơi trời. Cá lăn nó lợi nó ăn con cá mè nè. Thiệt nó ăn banh chạnh cá luôn. Thả nhớ cho nó ăn tiếp. Này còn gọi là lăn nha. Mày hả bưởi. Cá lăn. Bưởi hả mày. Mày hả bưởi. Gồ lưới nè, nó quắn một cục. Cá lăn này hôm kỳ mình, hôm bữa mình nấu gì ta? Nấu lẩu thái à? Lẩu thái. Lẩu thái lẩu mắm đây. Lẩu mắm. Ăn ngon lắm á cả nhà. Thịt nó trắng á. Ăn này mình nấu lẩu mắm hay là mình nấu gì cái chua cũng được. Cái gầu nó dài ra. Ôi. Rồi luôn. Luôn. Hết lứ luôn. Xong phim luôn. Ủa còn được con cá mè dúi nữa nè. Rồi được ba con. Mà con kia nó ăn rồi. Đây con cá lăn. Ôi nó dậy. Hết lứ vẫn có cá ha. Ủa nó dậy kìa. Mè dúi. Khuyến mãi một con cá mè dúi luôn. Nè không? Hết lứ rồi. Rồi, con nó nè. Con ba con. Được ba con chứ bộ.
coi như còn cá nào dưới dưới trời. Kìa, là đúng rồi, lên tim dưới trời. Chắc là gặp gặp đầu á. Quá xá rồi. Còn bữa nay cũng ngon với bọn không thì ở ngoài. Nhờ ta lưới này dính chút trong nhiều. Bốn tay đó trời, nói không, hai ta kia anh hai biết rồi, hai ta kia lưới lớn rồi, dính tỷ lệ dính cá đâu cao. Kìa, cá mè đó nè. Mè vui. Mè hôi chứ. Ở trong đây khúc này dính cá mè nhiều ha. Khúc này dính nhiều ta. Hồi đợt trước mình đi thăm văn cá khúc trong này đâu có dính nhiều đâu. Bởi bữa nay văn hơi xa bờ đó. Tùy nước. Cá vợ đi khó đường mà mặn đó bạn. Không đi đâu nó đi. Được rồi, bạn mà để ý cái clip mình á. Bên trong nó bờ ít dính, xuất ngoài là dính nhiều. Bởi bữa nay mình văn xuất ngoài bờ chút. Mà ngược lại phút ngoài bờ bữa nay. Trời ơi, dính thêm khúc cây kìa, bởi vậy nó lên tim á. Cây này nó lên tim một hết rồi. Lưới luôn rồi. Rồi hết lưới luôn. Bờ sau này văng lưới. Ý. Rồi xong. Hết lưới luôn rồi cả nhà ơi. Xong khuyên. Giờ hai anh em mình về thôi cả nhà ơi. Vậy thôi các bạn ơi, chị Kim Anh kìa. Đang mình cái gì đó. Cá sặc hả? Ủa, anh sạch văng mới chịu à. Ờ, em đó là dính cái gì chịu, có mày lưới không? Cái mày vú với cái giảnh. Mà bữa nay cá út cá trong bờ nhiều chạy. Cặp mé dính này chưa nắng. Mà bữa nay em văng thì lại dính ngoài, cho mé ít dính. Bởi bữa nay em văng ra xa bờ. Vậy mà bữa nay văng xa bờ thì dính phút trong. Vậy thôi, vậy thôi. Nhà rồi, tới nhà rồi. Hết nhiều chuyện nè. Hai anh em ăn cái miệng gì đâu miếng sô cô la. Chào cả nhà các coi. Cả nhà. Bạn thấy cưng không? Ngoan ghê nhỏ xíu rồi. Con đó còn cá gì lực? Con cá làm tanh hả? Cái này cá gì? Con cá làm tanh. Hả? Cá này nè. Cá này hả? Cái này mới gọi là cá làm tanh hả? Cái này là cá gì? Hả? Cá gì? Cá này đâu? Cá này đâu? Không tiện chứ. Cá gì? Nãy đâu? Cá này cá gì? Đây nè bạn, thành quả anh em mình tính ra thắt hơn lần rồi, nhưng mà đây. Được nhiêu đây cũng nói chung cũng cũng ngon. Đi qua cô ấy vậy. Bữa nay có cái là ta lưới 7 lưới 8 thì sợ ít quá. Nhờ ta lưới 4 mà lần này mình tính toán sai bạn ơi. Rồi đợt rồi thì cá nó đâm ở phía ngoài đầu ngoài là nhiều. Bởi vì bữa nay mình văng nó hơi xa bờ chút á. Nhưng bữa nay ngược lại cá nó đâm trong đầu trong bờ. Bởi vì cá giết không đường nào mà lằn. Hên hốc được cá rảnh bự ha. Ừ. Cá này cá gì hả? Cá út. Cá út. Chứ cá rảnh mày vui. Ủa cái cá này nó chết hay gì rồi? Ừ? Nó chết hay gì rồi? Nó chết rồi, chạy về tới đây nó chết rồi. Con cá này cũng chết rồi hả? Con cá này nè. Còn sống hả? Con cháo. Cá này còn sống hả? Ừ. Cá này thì nói chung mình làm chả xương nhiều lắm, nhưng mà ngược lại chả nó ngon hơn cá rảnh luôn á. Thì nó chết sao á, nó chết thì sao. Mình cũng xin kết thúc clip đây. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Bỏ xuống đi Nghĩa giờ đó. Tành rửa tay lại lên. Chào các bạn nha.